Hello, chào các bạn đã quay trở lại kênh Tường Barber Store. Chủ đề ngày hôm nay thì Tường sẽ nói về cây rau cạo và chia sẻ cách sử dụng rau cạo, cách chọn rau cạo của cá nhân mình. Và ở đây là Tường cũng xin chia sẻ là Tường chỉ chia sẻ về cá nhân của mình thôi. Còn rất là nhiều anh em khác, barber khác sử dụng những cái dao khác Tường đó. Và Tường làm clip này với mục đích là có thể giải đáp được những cái thắc mắc hoặc là những cái câu trả lời, những câu hỏi, giúp các bạn trả lời được những câu hỏi mà các bạn có thể là vẫn cứ lăn tăn không biết lựa chọn như thế nào cho nó hợp lý. Ok, ở trên tay của Tường là một cây dao cạo cán gỗ. Và ngay từ khi học nghề thì Tường đã bắt đầu sử dụng cây dao cạo cán gỗ này. Không phải là cây này, đó, không phải cây này, nhưng mà nó là cây cán gỗ như thế này. Cây đó cũ quá thì Tường bỏ rồi đó. Cây này thì hiện tại giá trên thị trường thì nó cũng có mấy chục ngàn thôi, rất là rẻ. Và bây giờ Tường sẽ mở ra cho các bạn xem. Đây là mình mượn cây dao cạo của cháu mình, học viên. Cái lưỡi lam để rất là lâu, không vệ sinh. Ok, thế thì bây giờ mình đi chi tiết hơn vào cái phần dao cạo nhé. Cây dao cạo cán gỗ này thì nó sẽ có một cái kẹp bên ngoài như này, để chúng ta kẹp cái phần mà giữ dao này lại. Đó, chúng ta chỉ cần cầm, chúng ta kéo ra như này. Đó, là cái phần này nó mở ra cho chúng ta, để chúng ta lùa dao vào. Thế thì tại sao Tường lại sử dụng cây dao cạo này các bạn? Thứ nhất là nó là gỗ. Thứ nhất nó là gỗ, nó không nhẹ quá, nó không nặng quá, rất vừa phải với cái tay cầm của mình. Trên thị trường thì nó có dao nhựa, dao gỗ, dao inox. Đó, Tường sẽ chọn, nhưng mà Tường chọn cây dao cạo cán gỗ này thì Tường sử dụng. Thứ nhất là nó cầm rất là vừa vặn. Thứ hai là cái thiết kế của nó rất là dễ sử dụng. Lấy dao ra, lắp dao vào. Và thêm một cái đặc biệt nữa là cái dao của mình ấy, nó không có ngàm. Nó không có cái ngàm ở đây. Thường thường thì khi chúng ta đi mua dao, nó sẽ có hai loại. Một là loại dao mà nó thẳng như này. Hai là một loại dao nó có cái ngàm ở đây. Đó, nó có cái ngàm ở đây. Thế thì dao có ngàm và không có ngàm nó khác nhau như thế nào? Mình chia sẻ một chút về cái cá nhân của mình. Dao không ngàm thì khi chúng ta sử dụng cạo với những người mới thì nó sẽ nguy hiểm hơn. Thứ nhất là cái mũi của nó không được bảo vệ thì nó sẽ dễ gây sát thương. Nhưng mà khi chúng ta được làm qua hướng dẫn thì nó sẽ vẫn an toàn. Và cái dao có ngàm thì nó sẽ kẹp lấy, bảo vệ lấy cái đầu mũi dao, thì khi chúng ta cạo nó sẽ an toàn hơn. Nhưng mỗi loại nó đều có một cái điểm mạnh và cái điểm yếu của nó. Ví dụ như dao không có ngàm thì cái phần mũi của nó, chúng ta tỉa viền, tỉa những đường cong, tỉa hoa văn, nó sẽ dễ dàng hơn và nó đem lại hiệu quả cao hơn. Mình là một người rất thích tỉa tót và rất chú trọng đến đường nét. Ví dụ như cạo viền, tỉa cái đường tròn ở vành tai, tỉa cái đường tròn ở đường mai, hoặc là cạo những hình hoa văn he thê thu, thì Tường rất quan trọng đường nét nên Tường đã chọn cái loại dao này. Và Tường đều hướng cho học viên sử dụng dao này hết, để sau này anh em tỉa tót nó sẽ dễ dàng hơn.
khi mà người ta sản xuất ra những chiếc dao này thì nó đều có cái mục đích sử dụng và đều có cái ý đồ, ưu điểm và nhược điểm của nó hết. Vậy nên là nó sẽ có một loại có ngà và không có ngà. Tường chia sẻ ở đây thì các bạn cũng đã tự có câu trả lời cho mình rồi đúng không ạ? Khi mà mình làm quen với dao nào thì mình sẽ quen thôi. Đấy là dao cán gỗ. Vậy là vừa rồi Tường vừa chia sẻ xong về cái cá nhân của Tường, cũng như cái kinh nghiệm sử dụng, cách chọn dao của Tường cho anh em. Và ở đây Tường muốn cho các bạn xem một cái loại dao mà chính bản thân Tường khi mà lớn lên cũng không được sử dụng. Ở đây thì dao hoàn toàn là dao mới, còn dao này nó làm giống hệt dao ngày xưa, thậm chí là tốt hơn cả dao ngày xưa. Đây là một cây dao không có lưỡi, tức là có lưỡi nhưng mà không thay. Đây là một cây dao không thay lưỡi, không thay lưỡi làm mà nó liền luôn đó. Tường có sưu tầm ở đây. Tường sờ thì rất là bén, nhưng mà Tường nghĩ để mà cạo so với dao lam thì chắc nó không bao giờ bằng được dao lam đâu. Và đây là một miếng da để cho chúng ta mài dao. Các cụ ngày xưa dùng miếng da này và một chút bột gì đó để các cụ rắc lên xong các cụ mài. Đó là ngày xưa thôi, chứ bây giờ chúng ta mà dùng như thế này thì sida chết hết, hoặc là bệnh ngoài da rất là nhiều. Ngày xưa thì nó an toàn hơn. Đây là cái cây dao mà các cụ ngày xưa sử dụng, không thay lưỡi. Đó. Không biết là bây giờ các bác các ông còn dùng không. Chắc là mình thấy, nghĩ chắc là mọi người cũng chuyển sang dùng dao mới hết rồi. Đó, đây là một cái cây dao mà mình muốn giới thiệu cho anh em, để anh em, một số anh em mới vào nghề còn trẻ cũng chưa thể biết đến những cái loại dao như này được. Đối với bản thân mình khi lớn lên mình đã không biết rồi, mình chỉ biết tông đựa bóp thôi. Đó. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết clip của mình. Các bạn nhớ ủng hộ mình và đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.